để có một cái lợi nhuận nó cao hơn đúng không ạ, và thời gian nó ngắn hơn, thì anh ấy sẽ làm như thế nào? Nên anh ấy kỳ vọng lợi nhuận khoảng 10% một năm. Có một cái kênh mà cổ phiếu mà chúng ta rất là dễ nhìn thấy đúng không ạ, nhưng mà thị trường cổ phiếu thì nó lên xuống thường xuyên, chọn cổ phiếu nào giá như thế nào để có một cái lợi nhuận thì rất là khó khăn, nên cần phải nhờ được các cái chuyên gia tư vấn đầu tư cho mình đúng không ạ, rồi thực hiện đầu tư cho mình để mà có được một cái lợi nhuận 10% để một năm thì ta có thể là có được một cái lợi nhuận 12 triệu. Xin chào anh chị và các bạn đến với chuỗi các bài học đầu tư chứng chỉ quỹ cơ bản trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về một cái bài học đầu tiên, đó là những cái khái niệm liên quan đến quỹ đầu tư và chứng chỉ quỹ. Chúng ta hãy bắt đầu một cái câu chuyện mà tôi sẽ mô phỏng cho anh chị. Rất là thực tế, đó là một cái câu chuyện chúng ta đi đường. Nếu mà anh Nguyễn Văn A, anh ấy muốn đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, thế thì anh ấy sẽ có những cái phương thức như thế nào? Thứ nhất là anh ấy sẽ đi bộ đúng không ạ? Đi bộ thì anh ấy có thể là tự đi được mà không cần phải biết đến luật hay là một cái kỹ năng gì đúng không ạ? Hoặc là cách thứ hai, anh ấy có thể đi xe máy. Thế thì cái chiếc xe máy thì anh cũng có thể tự đi được và anh có thể biết một chút luật thôi, hoặc là anh có thêm cái kỹ năng lái xe máy, nói chung là nó cũng khá là dễ đúng không các bạn. Cách thứ ba là anh ấy có thể là đi ô tô. Đi ô tô thì có vẻ nghe chừng nó khá là khó khăn đúng không ạ, nếu mà xe 4 chỗ thì còn dễ hơn một chút, nhưng xe khách thì sao, làm sao mà chúng ta có thể đi được đúng không ạ? Bởi vì lái xe thì nó phải cần một cái kỹ năng và phải hiểu biết về luật rất là nhiều, nói chung là khá là phức tạp. Thế thì anh ấy sẽ phải thuê một cái người lái chuyên nghiệp để mà lái anh ấy đi. Vậy thì anh ấy có thể là đi trên xe bốn bánh, là xe con hoặc là xe khách đúng không ạ? Thế thì liên hệ với câu chuyện về đi lại thực tế thì chúng tôi có đưa ra một cái câu chuyện về việc là sử dụng vốn, sử dụng tiền trong thực tế của mỗi người như thế này. Cũng câu chuyện của anh Nguyễn Văn A, anh ấy có 100 triệu và bây giờ anh ấy muốn cái số tiền của mình nó đẻ ra được 112 triệu. Thế thì bây giờ anh ấy sẽ làm như thế nào đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái câu chuyện thực tế rất là vui. Và nó rất là gần gũi đời thường với mọi người. Cách thứ nhất là anh ấy sẽ đi gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất là 6% đúng không các bạn? Thực sự là đây là một trong những cách là quá dễ dàng và thân thiện với mọi người rồi, gần gũi quá. Và anh ấy có thể tự đến ngân hàng để gửi, và bất kỳ ngân hàng nào cũng được. Chỉ cần 2 năm là anh ấy đã có được cái số tiền 112 triệu, rất là an toàn và đơn giản đúng không các anh chị? Tuy nhiên thì còn cách nào nữa không ạ? Cách thứ hai thì anh nghĩ có thể là mua trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 8% trên năm. Thông thường thì lãi suất trái phiếu doanh nghiệp sẽ luôn cao hơn lãi suất ngân hàng khoảng 2 đến 4%. Tuy nhiên thì cái việc lựa chọn trái phiếu doanh nghiệp thì cũng khó hơn một chút đúng không ạ? Anh ấy cũng phải biết đánh giá doanh nghiệp đó, anh ấy cũng phải tìm hiểu doanh nghiệp cũng khá là rõ ràng để anh ấy đầu tư. Tuy nhiên thì câu chuyện đây, cái lãi suất nó cũng khá là rõ ràng rồi đúng không ạ, 8%, và anh ấy cũng có thể là lựa chọn đánh giá được các cái trái phiếu của các doanh nghiệp lớn hàng đầu chẳng hạn, ví dụ như Vingroup hay Mansan, thì đấy là trong những cái lựa chọn cũng khá dễ. Và để đạt được cái lợi nhuận là 12 triệu thì anh ấy chỉ cần là 1,5 năm thôi. Đó, thì rất là cũng dễ, anh ấy cũng có thể là tự làm được đúng không ạ? Thế thì còn cách nào nữa không anh chị cả các bạn nhỉ? Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất,
anh chị vào YouTube và gõ từ khóa tiền của tôi, sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Cách số 3 thì để có một cái lợi nhuận nó cao hơn, đúng không ạ, và thời gian nó ngắn hơn, thì anh ấy sẽ làm như thế nào? Nên anh ấy kỳ vọng lợi nhuận khoảng 10% một năm. Có một cái kênh mà cổ phiếu mà chúng ta rất là dễ nhìn thấy, đúng không ạ? Nhưng mà thị trường cổ phiếu thì nó lên xuống thường xuyên. Chọn cổ phiếu nào, giá như thế nào để có một cái lợi nhuận thì rất là khó khăn. Nên cần phải nhờ được các cái chuyên gia tư vấn đầu tư cho mình, đúng không ạ? Rồi thực hiện đầu tư cho mình để mà có được một cái lợi nhuận 10%, để một năm thì ta có thể là có được một cái lợi nhuận 12 triệu. Thế thì nó mới hình thành lên một cái quỹ đầu tư. Tức là anh ấy sẽ bỏ tiền vào một cái quỹ đầu tư để mà anh ấy thực hiện tìm kiếm cái lợi nhuận là khoảng 10% trên năm. Và thực tế là các quỹ đầu tư gồm các chuyên gia sẽ được quản lý và sẽ cho anh những cái lợi nhuận 10% như vậy. Đây, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về quỹ đầu tư như sau các anh chị và các bạn nha. Thế quỹ đầu tư là gì các anh chị? Các anh chị có thể dễ hình dung như này. Với cái nhu cầu, đúng không ạ? Nhu cầu của anh Nguyễn Văn A, ví dụ như anh có 5.000 đô đó, anh ấy muốn đầu tư để muốn nhận một khoản lợi nhuận. Rồi anh Nguyễn Văn B, anh Nguyễn Văn C, anh Nguyễn Văn D, anh Nguyễn Văn E hay anh Nguyễn Văn F đều có những cái số tiền và đều mong muốn một khoản lợi nhuận của mình cao hơn tiết kiệm ngân hàng, đúng không ạ? Thế thì các nhà đầu tư này thì sẽ bỏ tiền vào một cái giỏ chung, người gọi là cái một cái quỹ, họ gọi là một cái quỹ đầu tư, đúng không ạ? Khi bỏ tiền vào thì gọi là một quỹ rồi, và tiền đấy được đầu tư thì gọi là quỹ đầu tư, rất là đơn giản như vậy thôi. Thế thì cái đơn vị nào sẽ quản lý cái quỹ đầu tư này thì chính là công ty quản lý quỹ đó. Như vậy là anh chị và các bạn cũng đã hiểu rất là đơn giản, đúng không ạ? Quỹ đầu tư là một tập hợp số tiền đầu tư của rất nhiều các nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm lợi nhuận. Và quỹ đầu tư sẽ được quản lý bởi các công ty quản lý quỹ đầu tư, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem cái video này. Tôi chia sẻ về quỹ đầu tư, và sau đây thì tôi tiếp tục sẽ chia sẻ với các anh chị ở cái video số 2 về chứng chỉ quỹ đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nha.